Lê Dương Bảo Lâm bị VTV phê phán liền có động thái phản pháo, nghi bị loại khỏi 2 ngày 1 đêm cùng Hiếu Thứ Hai. Sau khi bị VTV réo tên vì bản nhạc chế Nobita thầm yêu Suka, Lê Dương Bảo Lâm đã lập tức có động thái đầu tiên. Bên cạnh đó, nam diễn viên hài cũng bị nghi vấn sẽ bị loại khỏi 2 ngày 1 đêm. Thời tới cản không kịp có lẽ là cụm từ đúng nhất để nói về sự nghiệp của Lê Dương Bảo Lâm thời gian gần đây. Nhờ nét hài duyên dáng trên show 2 ngày 1 đêm, anh chàng đặc biệt giành được nhiều thiện cảm yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên kéo theo đó là những xua rủi mà chính chủ không thể lường trước được. Cụ thể ca khúc nhạc chế Nobita thầm yêu Suka mà Dương Lâm ngẫu hứng sáng tác cách đây nhiều năm bất ngờ bị fan đào mộ rồi thành giai điệu viral. Tuy nhiên bài hát này sau đó lại nhận về rất nhiều phản ứng trái chiều. Thậm chí Dương Lâm còn bị chê lố lăng, chế nhạc sai nội dung làm phá nát tuổi thơ của nhiều người. Mới đây VTV24 còn làm hẳn hoi một phóng sự về thị hiếu công chúng về các sản phẩm thịnh hành trên mạng xã hội. Tuy nhiên chưa chắc nội dung đã đúng đắn. Bài hát Nobita thầm yêu Suka của Dương Lâm được lấy ra làm ví dụ minh họa vì lời bài hát vô nghĩa dễ gây ra sự tiếp nhận méo mó cho công chúng. Khán giả yêu thích các chương trình truyền hình hẳn không xa lạ với ca khúc cải biên này khi được Lê Dương Bảo Lâm thể hiện rất nổi tiếng. Thậm chí nam diễn viên còn mang bản nhạc chế này hát ở nhiều game show. Lời bài hát được cho là đánh tráo nội dung, xuyên tạc ý nghĩa của bộ truyện gốc. Hành động này được cho là không nghệ thuật và thiếu tôn trọng tác giả Nhật Bản. Đặc biệt, Doraemon là bộ truyện tranh gắn liền với tuổi thơ của trẻ em khắp thế giới. Ấy vậy mà qua tay Lê Dương Bảo Lâm lại chứa nội dung dung tục, phản cảm với lời bài hát như má Seiko thì nghèo, má trẻ em thì giàu, còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Suka hái hoa hồng tặng cho trẻ em. Nếu trẻ em bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì Nobito chào đời. Trước khi bị VTV réo tên, Lê Dương Bảo Lâm cũng liên tục phải nhận chỉ trích của khán giả vì phần lời chế của bài hát được nhận xét không chỉ vô nghĩa mà còn phá nát câu chuyện gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Câu chuyện trẻ em lấy Nobita làm chồng và sinh con bị chỉ trích phản cảm, lố lăng và hoàn toàn xa lệch so với nội dung của bộ truyện đến từ Nhật Bản. Thêm lần nữa bị công khai chỉ trích, nam danh hài gốc Đồng Nai đã có động thái đầu tiên khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười. Trên trang cá nhân, Dương Lâm đăng tải hình ảnh chụp cùng linh vật xui xẻo của chương trình 2 ngày 1 đêm là con mèo Jennifer. Nam danh hài cay đắng viết, nhỏ Jennifer này xui quá trời, xê. Dù không nói thẳng ra, nhưng đa số các fan đều hiểu Dương Lâm đang đề cập đến chuyện bị chê vì bài nhạc chế của mình. Trước đó, anh chàng từng giải thích rằng bài hát này được anh sáng tác ngẫu hứng để tấu hài trong một chương trình ca nhạc cách đây gần 10 năm. Bây giờ khi nó bất ngờ thành viral thì mọi người lại bắt đầu soi và bắt lỗi. Đây là điều mà nam danh hài không lường trước được. Không chỉ bản nhạc chế lần này mà trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng phản pháo khi MV ra rẻ của mình nhận ý kiến tiêu cực. Trước những bình luận không mấy vui vẻ về mình, nam diễn viên đến từ Đồng Nai không ngần ngại đăng tải dòng trạng thái như ngầm phản bác những ý kiến trên. Anh viết, hát dở mà ra MV, mấy đứa sân si bớt ra vẻ giùm anh, hát vui vẻ cho nhỏ em thôi mà. Lê Dương Bảo Lâm hiện được xem là nhân tố sáng giá ở 2 ngày 1 đêm. Sau khi trở thành thành viên trong đội hình, anh Dương Lâm Đồng Nai đã vươn lên vị trí thứ 2 trong 10 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tháng 8 năm 2022, chỉ xếp sau Sơn Tùng MTB. Thế nhưng vừa qua, bỗng xuất hiện tin đồn Lê Dương Bảo Lâm sẽ bị loại khỏi đội hình 2 ngày 1 đêm mùa 2 cùng Hiếu Thứ Hai. Trong đoạn clip ghi hình hậu trường 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm bỗng hỏi thăm Hiếu Thứ Hai. Có thông tin Hiếu Thứ Hai sẽ bị loại trong chương trình 2 ngày 1 đêm, tin đồn đó có thật hay không? Sở dĩ Lê Dương Bảo Lâm đặt câu hỏi này cho em út chương trình, vì trước đó trên mạng xã hội đã xuất hiện bức ảnh siêu mẫu Vĩnh Thụy chụp hình cùng đội hình các thành viên 2 ngày 1 đêm nhưng lại vắng mặt Hiếu Thứ Hai. Nghe câu hỏi từ Lê Dương Bảo Lâm, Hiếu Thứ Hai đã trêu đàn anh, tin đồn một người bị loại là có thật, có thể là người tên L đang cầm máy. Dù biết các thành viên chỉ đùa với nhau, nhưng bên dưới phần bình luận, khán giả vẫn bày tỏ sự phản đối nếu 2 ngày 1 đêm đuổi người ở mùa 2.